gặp Giêsu nơi người già em bé. Tôi gặp Giêsu với quần áo tà tơi. Giêsu không lời, Giêsu mỉm cười những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giêsu nơi người khốn cùng. Tôi gặp Giêsu nơi người đang đói khát. Tôi gặp Giêsu trong căn nhà sơ sát, có em thơ chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Tôi gặp Giêsu nơi người xứ lạ. Tôi gặp Giêsu ngay bên nhà tôi đó. Tôi gặp Giêsu nép mình dưới trời mưa. Đôi môi run lạnh, đôi chân rã rời, đôi vai áo sơn thưa. Tôi gặp Giêsu nơi người thiếu phụ. Tôi gặp Giêsu nơi người phú quét rác. Tôi gặp Giêsu lang thang hoài trên phố, biết chăng đâu là nhà, đâu là nhà để nương tấm thân gầy. Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau. Giêsu nơi phiên chợ khuya sớm. Tôi gặp Giêsu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy, bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giêsu nơi người khổ sầu. Tôi gặp Giêsu tâm hồn đang héo hắt. Tôi gặp Giêsu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người. Ôi phận người cầu mong chút tình người. Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người.